Nó thì nó phải có thật anh chị, chứ đâu phải mình buông nước bọt được. Đó, bây giờ nè, gần cận cảnh cho cô chú chị xem đi. ThinkPad X1 Carbon Gen 8 anh chị, mà nó đẹp cỡ này ha. Trời ơi, em nói một lô này 10 chiếc đẹp như nhau hết luôn chị, đẹp len ken luôn nè. Đó, anh chị nhìn phím nó đi. Hầu như là chưa nó bóng lưỡng à, hầu như là chưa có bị sờn xiết gì ở trên cái phím hết, chứng tỏ là ít gõ ha. Bên con này là ở trong cái tình trạng là 92% sạc 19 lần. Mấy con này là nói chung là pin 99 nè, 95, 97, 98, 99 có đủ hết. Thì pin á là anh chị để kho lâu nó cũng bị hao hụt nữa nha. Đó, là pin nó như vậy. Không thể tránh khỏi được anh chị ha. Máy thì chắc chắn là zin nguyên bản rồi, không zin em cường tặng máy thế thôi. Con này nó chạy Core i7 RAM 16 ổ cứng 512 GB luôn anh chị. Đó, mới len ken spec luôn, chỉ có 14.5 thôi. À, dòng X1 Carbon này thì anh chị biết rồi, cấu tạo của em nó rất là mỏng nhẹ ha. Cái này á, mà anh chị nào làm văn phòng nhập liệu nọ kia thì em phải nói là hết nước chấm luôn. Hay di chuyển nọ kia ha. Trời ơi, nó nhẹ tưng luôn anh chị, nó nặng chỉ có 1,1 kg, 2 kg thôi. Tại vì vật liệu cấu thành từ em nó là sợi carbon và magie ha. ThinkPad á, cái điều sướng nhất của nó là nó bền ổn định. Thứ hai nữa là cái phím nó gõ sướng anh chị. Đó, cái phím nó gõ cực kỳ sướng luôn. Và nó có một cái nút trackball ha. À, cái này là biểu tượng ha. Mang tính biểu tượng thôi chứ thật ra bây giờ cái nút này chẳng ai dùng, nó là chuột anh chị, nhưng mà không ai dùng đâu ha. Vân tay đó. Còn đây nè, khóa camera đầy đủ hết, bảo mật rất cao ha. Cái lớp nhung của em cho anh chị nhìn đi, lớp nhung đẹp. Đẹp tinh tươm luôn anh chị thấy không? Đó, cái mặt lưng của nó nè, nhìn đi, chảy nước miếng chưa? Em nhìn em còn mê nữa anh chị, thiệt. Mấy cái máy này là đẹp 400% của em Cường nè, và cái đẹp thứ 500% đó là anh chị được dùng thử 7 ngày. Không ưng mẫu này có thể đổi mẫu khác hoàn toàn không lỗ ngàn nào hết, được chưa? Bảo hành cho anh chị là 6 tháng, anh chị thích thì lên 12 tháng em Cường, bình thường hết. Những con máy này em không có sợ bảo hành, tại vì một khi á mình đã xác định bán những cái hàng đẹp 400% là mình phải đảm bảo được cho cô chú anh chị dùng vài năm nữa không nhúc nhích. Đó, thì cái việc bảo hành là em Cường không lo đâu, nhưng mà tại vì em muốn giảm cái giá thành bán xuống tốt nhất cho anh chị hơn, nên là bảo 6 tháng. Anh chị muốn thì lên 12 tháng em Cường không sao nha. 30 ngày đầu lỗi bất kỳ cái điều gì là em Cường đổi máy cho anh chị ngay lập tức, còn nếu không có máy đổi ha thì em Cường sẽ hoàn đủ tiền cho anh chị luôn, không có mẻ một đồng nào hết. Rồi, anh chị thấy chưa? Đó, em cho anh chị xem nè, để em Cường nói, em Cường nói xạo. 10 cái như một luôn. Đẹp không tì vết ha. Đây, anh chị xem nè. Anh chị nhìn cái lớp nhung này thôi là anh chị đủ thấy được cái dòng máy nó đẹp cỡ nào rồi anh chị. Đó, mặt lưng nè. Phím màn nè. Đó, mừng rung luôn anh chị. Đó, nhập được cái lô này là mình mừng rung luôn. Lý do là có cái hàng đẹp, hàng ngon để mình lên mình bắt đầu mình mới nói chuyện với cô chú anh chị được, chứ bây giờ mà hàng mà không đẹp 400% lên nói chuyện nó cái gì? Em nói nó là bị chửi không? Đó, phải đẹp như vậy này, giá nó phải cạnh tranh thì mình nói anh chị mới ủng hộ mình, đúng không?